Phẩm này Cùng với phẩm phía sau Là giảng sanh Chánh nhân Là phần nói đến Việc giảng sanh Thì cần phải có đủ Những điều kiện gì Trong bộ kinh này Hay nói cách khác Chuyên môn Nói về phương pháp niệm Phật Giảng sanh Cho nên vô cùng quan trọng Nếu như chúng ta là người mong cầu được giảng sanh Ngay trong một đời này thì phải đặc biệt lưu ý phẩm này Xin xem kinh giảng. Phật cáo A Nan thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc phàm hữu tam bối đây là đoạn thứ nhất nói đến ba chủng loại giảng sanh tam bối chính là ba loại cấp bậc không như nhau Phật gọi và nói với ngài A Nan. Thường là gọi đến tên gọi thì phần kinh văn phía sau là đặc biệt quan trọng. Đây là nhắc nhở ngài. A Nan là người đại biểu cho tất cả chúng ta. Gọi ngài A Nan thì nghĩa là gọi chúng ta. Ở chỗ này có phần của chúng ta hay không? Có bạn xem thập phương thế giới chư thiên nhân dân chúng ta là ở trong số thập phương thế giới chư thiên nhân dân hiện tại thì vấn đề đà ở chỗ chúng ta có chí tâm nguyện sanh hay không nghĩa là có cái nguyện vọng như vậy hay không chân thật phát tâm Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ Phải biết là cái thế gian này rất khổ Khi tôi vừa bước vào Có vị đồng tu hỏi tôi Em trai của ông Đã nhảy lầu tự sát Ở phía bên đối diện Dưới chỗ của chúng ta Cũng có người nói với tôi Ở nơi này đã từng xảy ra hai ba sự việc như vậy Người học Phật chúng ta biết được từ sát thì họ nhất định sẽ tìm người thế thân nếu là họ tìm người thế thân thì sự việc sẽ liên tục không ngừng phát sinh cho nên cần phải siêu độ cho họ cư sĩ lâm ở đối diện với bên đó bữa tối hôm nay chúng ta giảng kinh sẽ đem công đức giảng kinh này Hồi hướng cho những người tự sát ở bên đó Tự sát thì sẽ vô cùng đau khổ Trên kinh đói Trước khi họ tìm được người thế thân Mỗi bảy ngày Thì cái khổ Của việc tự sát Họ sẽ diễn ra lại một lần nữa Bảy ngày thì có một lần Mãi cho đến khi họ tìm được người thế thân thì họ mới có thể toát ly Rất khổ, rất khổ Đây là rất nhiều người không hiểu được chân tướng sự thật Cho nên chúng ta ở tại thế gian này Cho dù chịu phải rất nhiều ức ức Phải an tâm Phải tùy thuận Vì sao vậy? Trong đời này Chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày Hoặc là bạn gặp phải bất luận phần cảnh hay là nghiệp cảnh đều là trong mạng đã có sẵn là do nghiệp lực trong đời quá khứ chiêu cảm ở trên kinh phật đem sự việc này nói được rất rõ ràng hết thầy chúng sanh đều có hai loại nghiệp lực một loại nghiệp lực gọi là dẫn nghiệp là dẫn dắt bạn đi đến con đường nào đó để đầu tai Loại thứ hai là mãn nghiệp Mãn nghiệp chính là trong đời quá khứ Chúng ta tạo tác thiện và bất thiện Cái nghiệp lực này chính là cảnh ngộ trong đời này của chúng ta gặp phải Như là hết thảy Sự giàu nghèo hay là xa nghèo Đây là mãn nghiệp đã là nghiệp đã tạo ra trong quá khứ thì sao lại có thể không nhận chịu trong lúc nhận chịu tuần cảnh thiền duyên chúng ta không khởi tâm tham ái nghịch cảnh ác duyên không sanh sân hận nghiệp của chúng ta sẽ được tiêu trừ trong đời quá khứ tạo ra thì nhất định phải tiêu trừ nếu bạn không tiêu trừ Thì không thể ra khỏi tam giới Tu học Pháp môn niệm Phật Là đới nghiệp giảng sanh Chúng ta cũng hy vọng Cố gắng hết sức Để ít mang một chút Cho nên có cơ duyên để tiêu trừ Vậy là việc tốt không phải là việc xấu Càng là sự việc khó nhẫn Mà bạn có thể nhẫn Thì bạn tiêu trừ được càng nhiều Tiêu được càng nhanh Việc này phải nên biết Bất luận là bị sự sỉ nhục Dày dò như thế nào Hết thảy Đều là tiêu nghiệp chướng của chính mình Gặp phải hoàn cảnh như thế nào Hết thảy đều buông xuống Cái gì cũng không nên nghĩ đến Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ngày nào được giảng sanh Thì Phật Bồ Tát sẽ an bài Không cần đến chúng ta phải bận tâm Cũng không cần phải lo lắng Cái gọi là công phu đạt rồi Thì tự nhiên sẽ thành tựu Trong phẩm kinh này đã nói Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì Phía trước Chúng ta đã đọc qua Thập phương Phật Tán Phẩm Kinh văn này rất quan trọng Nếu như không có mười phương giới thiệu Chúng ta làm sao biết được có thế giới cực lạc Làm sao mà biết được có a di đà Phật Cho nên người giới thiệu Không phải là người khác Là mười phương chư Phật như Lai Đây là chúng ta nhất định phải xem rõ ràng xem minh bạch không phải do a la hán giới thiệu không phải bồ tát giới thiệu là chư phật như lai giới thiệu không phải một vị phật mà là mười phương ba đời tất cả chư phật việc này có thể giả được hay sao sự việc như vậy Chúng ta gặp được rồi mà không tin Vì thì bạn còn tin cái gì Hết thể chư Phật đến để tiến cử giới thiệu Bạn không tin gì thì bạn tin cái gì chứ Vì thế ở chỗ này Là đáng để cho chúng ta Tin cậy Sau khi nghe xong rồi Thì phải nên phát tâm biết được ở trong vũ trụ này có một nơi tốt đến như vậy để tu hành tôi thường hay gặp phải việc rất nhiều đồng tu viết thư cho tôi họ phát tâm hướng xuất gia đến thế giới tây phương cực lạc để xuất gia thì tốt ở thế gian này xuất gia đều không dễ dàng gì thành tựu vì vậy chúng ta một lòng một giả bất luận là tài gia hay xuất gia đều như nhau chỉ cần bạn chí tâm nguyện sanh thì bạn nhất định được sanh phật tổ nói với chúng ta cái pháp môn này vẫn là dạng người tu dạng người đi mấu chốt là ở bốn chữ chí tâm nguyện sanh này một lòng một dạ không có một ý niệm thứ hai Cầu sanh tịnh độ Phạm phu Dẫu sao cũng là phạm phu Tuy là Có cái duyên phận thù thắng như vậy Nghe được chư Phật như Lai Giới thiệu tiến cử cho chúng ta nhưng mà Mỗi một người chúng ta đích thực là Tính nguyện Có sâu cả không như nhau Có người vừa nghe Liền tin sâu không nghi Có người thì sau khi nghe xong Liền bán tính bán nghi Người người đều không như nhau Chúng ta từ những Người trong quá khứ Người thuộc đời trước Nói với chúng ta Đầu những năm dân quốc Lão Hòa Thượng Đế Nhà Có một đồ đệ làm nghề giá nội Câu chuyện này có ở trong quyển Ảnh Trần Hội Ước Lục pháp sư đàm hư khi đã phật thất tại hồng kông ông có một cái máy ghi âm đầu tiên tôi nghe được từ máy ghi âm đó mà biết làm nghề giá nổi không được học hành không biết chữ cả đời sống một cuộc sống vô cùng nghèo khổ pháp sư đế nhàn là bạn chơi chung với ông lúc còn nhỏ họ cùng sinh ra trong cùng một ngôi làng cho nên khi còn nhỏ đã cùng nhau chơi đùa đến lúc nhìn thấy pháp sư đế nhàn xuất gia làm pháp sư ông rất ngưỡng mộ cho nên ông đã tìm đến pháp sư đế nhàn yêu cầu được xuất gia pháp sư đế nhàn đây là người bạn khi còn nhỏ liệt khuyên ông không nên xuất gia vì sao vậy tuổi tác đã cao rồi bốn mươi mấy tuổi rồi ngày trước vào lúc đó hơn bốn mươi tuổi thì xem như gần già rồi nghe nói ông không có đi học học kinh giáo thì không kịp nữa rồi Người thì lại dũng về Xuất gia thì thời khóa sớm tối Ông đều không học được Vì thì nếu ông ở trong chùa Nhất định sẽ bị người khác kỳ thị Người ta sẽ xem thường ông Ngày tháng như vậy sẽ rất khó sống Nói với ông như vậy Mà ông thì lại không cho xuất gia Thì không chịu Pháp sư đế nhàn sau cùng Đã thương lượng với ông Ngài nói nếu ông thật sự muốn xuất gia Vậy thì ông phải nghe lời của tôi Ông nói việc đó không có vấn đề gì Con đã bái Pháp Sư làm sư phụ rồi Thì Pháp Sư nói gì con cũng đều nghe Như vậy thì đã làm thế độ cho ông Sau khi thế độ Thì đưa ông về quê Tìm một ngôi miếu cũ Vào lúc đó Là năm đầu dân quốc Quân phiệt các cứ Xã hội không an định Có rất nhiều ngôi miếu nhỏ Không có ai ở Tìm một ngôi miếu nhỏ cho ông đến ở Tìm một vài cư sĩ chăm sóc cho ông Đem một ít thức ăn đến cho ông Bảo ông hãy ở nơi đó Vậy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật Nói với ông Ông một ngày từ sớm đến tối Hãy niệm một câu Phật hiệu này Niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi Nghỉ ngơi khỏe rồi thì nhanh chóng niệm tiếp Ông chân thật biết nghe lời Phương pháp này rất hay Không có áp lực Niệm được hơn 3 năm Thì công phu của ông thành tựu Đứng mà giảng sanh Đây là người cách chúng ta thời gian Cũng không lâu Cũng chẳng qua chỉ là sự việc cách đây 7-80 năm trước là gì có thật không phải là giả Con người này là có lòng tin sâu Ông có thể tin sâu Ông không hoài nghi một chút nào Lão sư dạy ông như thế nào Ông thật sự làm như thế đó Lão Hòa Thượng đế nhà Ba ngày sau đó mới đến ngôi miếu này Để làm hậu sự cho ông Vô cùng tán thán. Nghe nói Thiên hạ Nói thiên hạ chính là nói đất nước Trung Hoa Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp không ai bằng ông Tổng lâm tự diện phương trượng trụ trì thành tựu cũng không bằng ông Sau khi giảng sanh đã đứng như vậy suốt ba ngày Cũng không có gì khác Là tin sâu nguyện thiết lão thật niệm phật những người như chúng ta là không lão thật cho nên bạn không thể thành tựu người lão thật thì quyết định có thành tựu người lão thật thì không có tạp niệm người mà lão thật thì không có phân biệt chấp trước vì vậy mà tâm của ông là thanh tịnh tâm của chúng ta bất bình vì sao mà bất bình vậy bạn có phân biệt bạn có chấp trước Tâm của bạn bất bình Cho nên trên Kinh Kim Cang nói Phá bốn tướng Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thọ giả tướng Vô chúng sanh tướng Tâm bình khí hòa Thuận cảnh thiền duyên Không động tâm Nghịch cảnh ác duyên Cũng không động tâm Tâm của ông là định Tâm của người thợ giá nội này là định Ba năm không phải là thời gian rất dài Ông đã thành tựu Thành tựu một cách thù thắng như vậy Ông biết trước ngày giờ ra đi Sự việc này trong lúc giảng kinh Cũng đã nhắc qua nhiều lần rồi Rất nhiều đồng học đều biết rõ Bởi vì tính nguyện mỗi người chúng ta Có sâu cạn khác nhau phát tâm cũng có lớn nhỏ khác nhau có người thì phát tâm rất rộng lớn có người lại phát tâm rất nhỏ chỉ lo cho chính mình lo cho gia đình của mình bạn bè thân thích hoặc là lo cho đoàn thể có một số người chân thật phát tâm có thể nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều chúng sanh Khổ nạn ở thế gian này Tâm lượng như vậy thì lớn rồi Tu hành Có người rất tinh tấn Có người thì giải đãi lười biếng Trì tụng Trì danh Tụng kinh Có như Pháp Có không như Pháp Như Pháp là nhất tâm chuyên chú Đây là như Pháp Không như Pháp Là đọc kinh nghe kinh Mà vẫn khởi vọng tưởng Đây chính là bất như Pháp Cho nên Người học Phật thì rất nhiều Nhưng thật sự là thiên sai dạng biệt Tình trạng mỗi người đều không như nhau Đây là nói hiện tiền lại nói sâu thêm nữa Thì thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người Trong đời quá khứ đều không như nhau Thế thì Phẩm vị giảng sanh Sẽ có sự sai khác rất lớn Trên kinh thì nói có tam bối cũ phẩm đây là lấy một cái thí dụ Tam bối Trong đoạn kinh văn này Chúng ta có thể thấy Có thượng bối, trung bối, hạ bối Trong quán kinh Thì nói rất tường tận Trong thượng bối Thì có thượng phẩm thượng sanh Thượng phẩm trung sanh Thượng phẩm hạ sanh Trong trung bối Thì có trung phẩm thượng sanh trung phẩm trung xanh trung phẩm hạ xanh vì vậy tam bối thì có chín phẩm phật nói đến chỗ này vậy thì được rồi chúng ta liền hiểu được liền biết suy ra một mà ba ở trong chín phẩm thì mỗi một phẩm vẫn có thượng trung hạ ba lần chính là hai mươi bảy hai mươi bảy phẩm đó thì trong mỗi một phẩm lại có thượng trung hạ cái đạo lý này phải nên biết cho nên phẩm loại sai biệt rất lớn phật giới thiệu cho chúng ta chỉ nói giản lược đại khái mà thôi tỉ mỉ hơn nữa thì bản thân chúng ta có thể thể hội được Chú giải của Đại Đức xưa Cũng đã chú giải cho chúng ta rất hay Thí dụ như Trên Quán Kinh nói chín phẩm Mỗi phẩm trong chín phẩm Lại có chín phẩm Vậy thì chính lần chính là 81 Nếu như suy diễn rộng ra mà nói Thì số phẩm vị này là Vô lượng vô biên Trong vô lượng vô biên phẩm bối Chỉ nói tam bối tam bối hàm chứa tất cả những người giảng sinh không như nhau nhân duyên giảng sanh phức tạp đến như vậy sự sai biệt khác xa cũng không phải là người thông thường chúng ta có thể tưởng tượng ra được nhưng mà chúng ta thường thường hay hỏi trong vô lượng vô biên nhân duyên thì cái nhân duyên quan trọng nhất là gì gì này rất quan trọng thí dụ như phật ở trên kinh thường hay nói với chúng ta mười pháp giới Mười pháp giới thì mỗi một pháp giới Đều có vô lượng nhân duyên thành tựu Vô lượng nhân duyên Vậy nhân duyên nào là quan trọng nhất Trong lúc giảng kinh thuyết pháp Phật thường hay dùng cái phương thức này Thí dụ nói mười pháp giới Trong mười pháp giới Thì nhân duyên quan trọng nhất Của pháp giới Phật Chính là tâm bình đẳng bình đẳng là phật vô lượng nhân duyên thành tựu phật quả đây là nhân thứ nhất tâm của chúng ta thường thường bất bình bất bình thì rất phiền phức cho nên nếu bạn chân thật muốn cầu thành phật chi đạo vì thì phải tu cái gì ở trong hết thầy cảnh duyên tu tâm bình đẳng tâm bình đẳng là trực tiếp thành phật nhân thứ nhất của bồ tát là lục độ nhân đầu tiên của bích chi phật là thập nhị nhân duyên nhân đầu tiên của a la hán là tứ đế nhân thứ nhất của thiên nhân là Tứ vô lượng tâm Thượng phẩm thập thiện Nhân đầu tiên của nhân đạo là ngũ giới Nhân đầu tiên của xuất sanh đạo là ngu si Nhân đầu tiên của ngạ quỷ là tham ái Tâm tham ái thì làm ngạ quỷ Nhân đầu tiên của địa ngục là sân hận Đây là Phật nói nhân đầu tiên với chúng ta Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương tịnh độ Tây phương tịnh độ Vô lượng nhân duyên Thì nhân duyên đầu tiên là gì Trên kinh này đã nói với chúng ta Rất rõ ràng Đó là phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Đây là nhân đầu tiên Trong vô lượng nhân duyên giảng sanh Thế giới Tây phương cực lạc Vậy thì bạn phải nhớ Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Hiện tại rất nhiều Rất nhiều người niệm Phật Niệm cả một đời Mà không thể giảng sanh Đây là nguyên nhân gì? Họ đã làm sai cái nhân của nó Đã quên mất việc phát bồ đề tâm chỉ chú trọng ở nhất hướng chuyên niệm Vì vậy họ chỉ có một nửa mà thôi Một nửa còn lại thì họ không có Mà cũng không biết Trong sự giáo huấn của Phật Cùng Chư Tổ Sư thường hay nói với chúng ta Có thể giảng sanh hay không? Quyết định ở chỗ Có tính nguyện hay không? Tính nguyện ở đây chính là Bồ Đề Tâm Do đây có thể biết Có thể giảng sanh hay không Thì nhân đầu tiên Là bạn có phát Bồ Đề Tâm hay không Bồ Đề Tâm chính là tính nguyện Tinh sâu nguyện thiết Trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư Đã nói rất hay Vì vậy mà Ấn Quang Đại Sư Đối với yếu giải đã tán thán bội phần Nói là dù cho cổ Phật Tái Lai Làm chú giải cho Kinh A Di Đà Thì cũng không thể hay hơn được nữa Tán tháng như vậy Thì đã tán tháng đến cực điểm Năm xưa Khi tôi mới đến Singapore Để hoàn Pháp vào lúc đó Pháp Sư Diễm Bồi vẫn còn sống Ông là người bạn cũ của tôi Trước kia khi tôi chưa xuất gia, từng hay nghe ông giảng kinh. Rất quen thuộc với ông, bởi vì tôi nghe kinh tôi đều ngồi ở hàng đầu tiên đối diện với ông, cho nên rất quen thuộc với ông. Khi tôi đến Singapore, lão pháp sư cũng rất hiếm có, ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Ông đến sân bay để đón tôi. Khi tôi đi thì ông đến sân bay để tiễn. Đều là vì Pháp Sư giảng kinh không được nhiều Cho nên ông rất quý trọng tôi Từng có một lần tôi đi đến đạo tràng Của ông để thăm ông Ông mời tôi ăn cơm Ông đã hỏi tôi Ấn quan đại sư Sưng tán Đối với yếu giải của Kinh Di Đà Có phải là hơi quá không? Ông hỏi tôi tôi trả lời với ông tôi tự mình tu tịnh độ đã nhiều năm như vậy rồi cũng đã giảng kinh a di đà rất nhiều lần tôi cảm thấy ấn một pháp sư nói lời này rất đúng trọng tâm không nói quá một chút nào đích thực là rất hiếm có cũng thật sự là Đem nghi hoặc trong nhiều năm của chúng tôi phá trừ Nghi cái gì vậy? Trên Kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng nói Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm Nhưng mà có rất nhiều người Chân thật niệm Phật giảng sanh giống như người thợ giá nội Nếu bạn hỏi ông thợ giá nội đó là Pháp Bồ Đề Tâm hay không Thì Bồ Đề Tâm là cái gì ông cũng không biết Xưa nay chưa hề nghe nói qua Ông làm sao lại có thể giảng sanh gì Chúng ta ở trong một đời này Tận mắt nhìn thấy Tận tai nghe thấy Thoại tướng giảng sanh hiếm có Người thì đứng mà giảng sanh Người thì ngồi mà giảng sanh Biết trước ngày giờ Thoại tướng hiếm có Cũng mười mấy hai mươi người rồi những người này có thể làm chứng minh cho ta xem Nếu đi dò hỏi xem thử Thì những người này đa số đều là không biết chữ Lại dò hỏi hành nghi của họ Đều là người tốt Con người họ vô cùng lương thiện tự bi Đây là người tốt chân thật trong xã hội này nhưng mà không biết chữ Rất nhiều người còn chưa nghe qua kinh điển Người ta dạy họ niệm Phật Họ liền lão thật mà niệm Phật Họ niệm 2-3 năm thì thật sự đã thành công Vì vậy chúng ta cảm thấy Cái pháp bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm này Đại khái họ chỉ có nhất hướng chuyên niệm Chứ không có pháp bồ đề tâm Sau khi đọc xong Yếu giải kinh A-di-đà Của Ngọc Ích Đại Sư thì mới bỗng nhiên ngộ ra thì ra tin sau nguyện thiết chính là vô thượng bồ đề tâm đây là ngẫu ích đại sư đã nói trong tiểu chú của chú giải ngẫu ích đại sư là phát tiền nhân chi sở vị phát phát là phát minh xưa nay tổ sư đại đức không có nói qua những lời này ngẫu ích đại sư đã nói ra khiến chúng ta hiểu được người không biết chữ, bạn vừa khuyên họ, họ liền tin sâu, tin sâu chính là bồ đề tâm, tin sâu phát nguyện chính là bồ đề tâm. Bản thân họ đã phát vô thượng bồ đề tâm, nhưng bản thân họ thì không biết. Nếu bạn hỏi họ bồ đề tâm là gì, họ không biết, họ sẽ không hiểu. Nhưng mà lòng tin của họ đối với tịnh tâm kiên định không dao động Hãy xem người niệm Phật trước mắt của chúng ta Tôi nhìn thấy rất nhiều Đúng như người xưa thường nói là Mong manh như xương sớm hạt xương xuất hiện vào buổi sớm mặt trời vừa lên một lúc thì biến mất rồi bị bốc hơi mất rồi mong manh như xương sớm nghe ai đó nói có một pháp môn hay nào đó một phương pháp hay nào đó thì tính tâm lập tức bị dao động Hiện nay nghe nói Tại Đại Lục Có một vị Pháp Sư trẻ tuổi Tuổi tác cũng không lớn Đề xướng ngũ hội niệm Phật Nói niệm Phật 10 triệu câu Thì có thể chứng được Tam thân Phật quả Niệm 10 triệu câu 10 triệu câu thì không khó Một ngày niệm 10 vạn câu mười ngày thì được một triệu câu không cần tới một năm họ đến hỏi tôi tôi nói các vị hãy thử nghiệm đi xem sao sau khi niệm được mười triệu câu chưa cần tới thời gian một năm sẽ bạn có chứng được tam thân phật hay không nếu như không được thì đó là giả thì không phải là thật có thể làm thử nghiệm mà Từ đây mà biết Bạn nghe được việc này Ồ pháp môn này hay Tâm của bạn đã dao động rồi Có thể giảng sanh hay không Theo tôi thấy thì bạn không thể giảng sanh Giảng sanh thì tính tâm thanh tịnh Nguyện tâm kiên cố Loại người này khẳng định là giảng sanh cũng kiểu người một dạ hai lòng vì thì bạn làm sao có thể giảng sanh làm sao lại có đạo lý này chứ người này nói phương pháp này là do bồ tát gì đó vậy người kia thì nói phương pháp do phật dạy cho tôi vậy thì cao hơn bồ tát rồi vậy thì bạn phải làm sao bạn lại bỏ cái đó để đi học cái này cho nên có rất nhiều người hỏi tôi nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với những người này Tôi liền nói với họ Trước đây Chúng tôi đã từng giảng qua Quán vô lượng thọ Phật Kinh Trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương Của Quán Kinh Nói được rất rõ ràng Rất thấu triệt Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương Chúng tôi cũng từng giảng tri qua rồi Cũng có đĩa để lưu hành Lời giáo huấn sau cùng của Thế Tôn Trước khi diệt độ Vậy chúng ta Mấy câu này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Vậy bảo chúng ta Lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Hai câu nói này quan trọng Là dạy chúng ta tứ y pháp y pháp bất y nhân pháp là kinh điển phải y theo kinh điển đã nói chứ không phải một người nào đó truyền nói cái này thì không thể y nghĩa bất y ngữ chúng ta y theo những đạo lý nghĩa lý mà trên kinh điển đã nói ngôn ngữ không có quan trọng nói nhiều nói ít nói sâu nói cạn không liên quan Phật nói câu nói này Dụng ý vô cùng sâu Bởi vì Phật biết Tương lai Phật Pháp truyền đi Bốn phương tám hướng Đất nước không như nhau Quần tộc không như nhau Ngôn ngữ cũng khác nhau Chữ viết cũng khác nhau Thì nhất định cần phải phiên dịch Phiên dịch vậy thì Sẽ gây nên sự hoài nghi Người ta dịch ra sơ giới Kinh văn bản gốc Thì ý nghĩa có như nhau hay không Cho nên câu này của Phật là ý nghĩa bất y ngữ Chỉ cần ý nghĩa đúng Thì ngôn ngữ không quan trọng văn tự không quan trọng Chỉ cần ý nghĩa phải đúng Vậy thì đã phá trừ được sự nghi hoặc của chúng ta rồi Việc dịch kinh tại Trung Quốc Thì có rất nhiều kinh Được dịch lại nhiều lần Thí dụ như các vị đều biết Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Ở Trung Quốc có đến 6 bản dịch Nghĩa là có đến 6 người khác nhau đã phiên dịch lại Nguyên văn thì chỉ có một quyển Sáu quyển dịch lại Chúng ta đem ra xem Câu văn dịch ra không như nhau Nhưng mà ý nghĩa thì tương đồng Vậy thì được Tùy ý bạn y theo bản dịch nào cũng được Bản dịch của Kinh vô lượng thọ thì còn nhiều hơn. Trong lịch sử có ghi chép lại, Kinh vô lượng thọ từ thời Triều Hán, từ thời Hậu Hán mãi cho đến Triều Tống. Là 800 năm. Tổng cộng có 12 lần thiên dịch. Nhưng mà quyển Kinh Vô Lượng Thọ này Trong lời tựa Của cư sĩ Mai Quang Nghi Thì các vị có thể xem thấy Những bản dịch này Nội dung Sai khác rất lớn Nhất định là Không phải cùng một bản dịch Nghĩa là những người phiên dịch này Quyển Kinh Gốc Tiếng Phạn Mà họ dùng không phải cùng một quyển Hiện tại mọi người phán đoán ít nhất Cũng có đến ba loại bản tiếng Phạn không như nhau Ba loại không như nhau Đây chính là nói rõ Kinh này năm xưa Thế Tôn tại Thế Đã tuyên giảng nhiều lần Mỗi lần giảng thì mọi người ghi chép lại không như nhau Nhiều lần tuyên giảng thì mới có cái tình trạng như vậy Điều này rất đặc biệt Phật thuyết hết Thầy kinh Xưa nay không có giảng lại một kinh nào Duy chỉ có kinh này thì đã dạng lại ít nhất ba lần sự chênh lệch lớn nhất là gì vậy chính là nguyện số lượng của nguyện dù là phiên dịch như thế nào thì cũng không thể có sự khác biệt lớn đến như vậy bạn xem bản thì 48 nguyện có bản thì 36 nguyện có bản thì 24 nguyện vậy thì sai khác rất lớn rồi việc này là không thể nào cho nên từ chỗ này mà đây là Tuyên giảng nhiều lần Ở tại Trung Quốc cũng được phiên dịch nhiều lần Nhưng mà trong 12 lần dịch này Thì hiện tại chỉ còn lại được 5 loại Trong Đại Tạng Kinh chỉ còn lại 5 loại bảy loại còn lại thì đã tất truyền rồi Cho nên phải y nghĩa bất y ngữ Để đoạn trừ đi sự nghi hoặc của chúng ta Chúng ta phải tin tưởng Bản phiên dịch của cổ đại đức quyết định là không có sai phải có cái lòng tin này thứ ba là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa thế nào gọi là liễu nghĩa ta trong đời này quyết định được lợi ích thì chính là liễu nghĩa trong đời này của ta học tập không đạt được lợi ích đối với ta mà nói đó là không phải là liễu nghĩa cho nên liễu nghĩa là người người không như nhau nhất định phải được lợi ích chân thật cái lợi ích chân thật này đích thực là Có thể giúp đỡ ta siêu dược lục đạo luân hồi Giúp đỡ ta thật sự thấy được A-di-đà Phật Để đối với ta là liễu nghĩa Một câu sau cùng là Y trí bất y thức Điều này quan trọng phàm phu chúng ta Luôn luôn là dùng tình cảm để làm việc Ở đây Phật đã đặc biệt Vì bảo chúng ta Phải dùng lý trí Không nên dùng cảm tình dùng cảm tình thì bạn nhất định sẽ đi con đường sai lầm nhất định phải dùng lý trí những lời này không những phật thường hay nói mà việc dạy học của thế gian nhà nho cũng vô cùng xem trọng nhà nho nói nghĩa lợi hai sự việc bày ra ở trước mắt chúng ta chúng ta là lấy lợi hay là lấy nghĩa lúc này thì nhìn thấy được sự tu dưỡng của một người thấy được đức hạnh của một người nghĩa và lợi bày ra ở trước mắt chỉ lấy lợi không lo nghĩa gì thì sai rồi khổng viết thành nhân mạnh viết thủ nghĩa con người nhất định phải hiểu được nhân nghĩa đạo đức không thể đem lợi hại xem là hàng đầu được đem lợi hại ở trước mắt đặt lên hàng đầu nhân nghĩa thì quên đi mất đây là đã mất đi điều kiện của nhân đạo hay nói cách khác đời sau bạn sẽ không được thân người các vị thử nghĩ xem Thân người còn không thể được Thì làm sao có thể thành Phật chứ Họ làm sao có thể giảng sanh cực lạc thế giới Đây là việc mà chúng ta không thể không biết Cho nên phải y theo lý trí Không thể y theo cảm tình được Nghĩa là gì? Nghĩa chính là có nên hay là không nên cách làm này của ta là nên hay là không nên không nên thì không thể làm phật đã phó chúc đã dạy bảo cho chúng ta như vậy chúng ta nhất định phải nên biết phải y theo giáo huấn của phật cho nên mỗi một người nếu thực sự hiểu được tứ y pháp thì sẽ không bị tà sư thuyết pháp làm cho mê hoặc trên kinh lăng nghiêm nói thời kỳ mặc pháp tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hằng đặc biệt là vào thời đại này hiện nay thật sự là thiên hạ đại loạn Chúng ta thường thường nói đến tôn giáo Tôi nghe được báo cáo của người phương Tây Nội trong thế kỷ này Đã có rất nhiều tôn giáo mới xuất hiện Toàn thế giới đại khái khoảng bao nhiêu vậy? Hơn 2.000 tôn giáo Không phải như Singapore chúng ta nói là Chính đại tôn giáo Là hai ngàn tôn giáo Làm tôi cũng giật cả mình Đây đúng thật như là Phật đã nói Tà sư thuyết pháp Nhiều như các sông ngàn Chúng ta không thể không cẩn thận Không thể không cẩn thận Cho nên gặp được Phật Pháp Việc này rất là may mắn Là một việc không dễ dàng chút nào Pháp Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm a di Đà Phật Đây là tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc tu hành Của bộ kinh này Là mấu chốt của việc giảng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Tam bối giảng sanh chúng ta hết thảy đều có Phật. Mấu chốt là ở nguyện, ở hạnh, ở công đức. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nguyện hạnh công đức ở đâu vậy? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Ở ngay trong công việc Ngay trong sự sự đối người tiếp vật Cho nên chúng ta đối với kinh giáo Không thể không thuộc Chính như ở trên kinh Phật cũng thường hay nói Vì chúng ta phải thâm giải nghĩa thú chúng ta hiểu đối với kinh điển mà cạn thì không được hiểu càng cần thì bạn giảng sanh phẩm vị sẽ không cao bạn phải thâm giải càng thâm sâu càng tốt phải giải cho được thấu triệt cứ như vậy thì giảng sanh thế giới tây phương cực là phẩm vị sẽ cao phẩm vị cao thấp có quan hệ rất lớn Giảng sanh phẩm vị thấp Thì đến thế giới Tây Phương cực lạc Chứng đến Phật quả cứu cánh Thời gian sẽ dài Nếu như giảng sanh phẩm vị cao Vì thì, thì bạn đến thế giới Tây Phương cực lạc Tương lai thành Phật Thời gian sẽ ngắn Quan trọng là ở chỗ này Nhưng mà Bất luận là cách nói như thế nào Chỉ cần có thể giảng sanh Vậy thì, thì đúng là Nhân duyên hiếm có Cho dù là phòng thánh đồng cư độ Hạ Hạ phẩm giảng sanh Chúng ta ở trên Quán Kinh xem thấy Đến thế giới Tây Phương cực lạc Hoa nở thấy Phật Thì cần bao nhiêu thời gian 12 kiếp mười hai kiếp theo chúng ta xem thấy thì rất dài nhưng mà đối với hầu hết bồ tát trong tâm người tu hành mà xem thì quá ngắn bạn xem trên kinh hoa nghiêm thường hay nói viên giáo sơ trụ chứng được viên giáo sơ trụ là pháp thân bồ tát Trải qua 41 cấp bậc Phá 41 phẩm vô minh Chứng được Phật quả cứu cánh Thì cần đến bao nhiêu thời gian Ba đại A Tăng kỳ kiếp Bạn ở tại thế giới Tây Phương cực lạc 12 kiếp thì đã thành tựu rồi Bạn mới hiểu được sự thù thắng Của thế giới Tây Phương cực lạc Bạn mới biết được Vì sao mà chư Phật như Lai Lại tán thắng Tây Phương tịnh độ vì quá hiếm có bạn đi không được thì cũng hết cách rồi còn nếu mà bạn đi được thì nơi đó so sánh với hết thảy thế giới nơi đó là lớp cấp tốc cấp tốc nhưng cũng rất hiếm có thành tựu của lớp cấp tốc tuyệt đối không thua gì với người tu ba đại a tăng kỳ kiếp nói lời thành thật thì chỉ có cao minh hơn họ Chứ tuyệt đối không thua họ Bạn nói việc này thù thắng biết bao Cho nên loại cơ hội này Đích thực là Như trên kệ khai kinh đã nói Trăm ngàn muôn kiếp có được gặp Chúng ta trong đời này Được thân người gặp được Phật Pháp Lại gặp được Pháp môn này Gặp được loại kinh điển tốt đến vậy Vô cùng hiếm có Đáng phải vui mừng Phải đem cái cơ duyên này Nắm giữ cho tốt Ngàn lần không nên để cho nó lún qua Nên biết Trong đời này gặp được là một việc Không dễ dàng Cư sĩ bằng Tế Thanh nói Từ vô lượng kiếp đến nay Hiếm có mới gặp được một ngày Chúng ta gặp được rồi Chúng tôi tu học cái pháp môn này Gặp phải khổ nạn cũng không ít Mấy năm trước Ông Thanh phản đối Bản hội tập này gian tận mây xanh Chỉ đích danh Để hủy bán Và sĩ nhục Từ ngôn ngữ Đến văn tự Trên báo sang tạp chí Có một số đồng tu Gửi đến cho tôi xem Còn có một số đồng tu Hảo tâm Muốn tập hợp lại thành một nhóm Để phản bác lại Đến nói với tôi Tôi liền ngăn cấm Tôi đã tuyệt đối không thể họ mắng cứ để họ mắng mắng mệt rồi thì họ không mắng nữa giết thì cứ để họ giết giết mệt rồi thì họ sẽ không giết nữa nhất định không nên đụng đến họ cãi nhau hai người cãi nhau càng cãi thì càng hăng không có một chỗ dừng nếu như một người mắng một người thì một câu cũng không nói mắng chừng hai tiếng đồng hồ thì sẽ không mắng nữa đánh nhau cũng vậy Hai người đánh nhau Thì đánh rất hăng Nếu như một người đánh Một người thì nằm xuống đất Thì người kia không thể đánh nữa Còn đánh gì nữa chứ Vì vậy tôi dạy mọi người Mắng thì không mắng trả Đánh thì không đánh trả Cứ mặc họ Đến nay thì Tiếng phản đối không còn nữa Mọi người giúp mãi rồi thì cũng mệt họ sẽ không giết nữa Mỗi người tự mỗi người tu mà Bạn không tin nhưng tôi tin Vô lượng pháp môn Thì ưa thích một pháp môn nào Đều tốt Không có chuyện không tốt Nhưng mà Chúng ta phải giữ cái nguyên tắc mà Thế Tôn Đã giáo huấn Tuyệt đối không phê bình pháp môn của người khác Đây là học từ chỗ nào vậy là học từ trên Kinh Hoa Nghiêm Bạn xem thiện tài đồng tử 53 tham Pháp môn mà 53 vị thiện trí thức đều tu Không tương đồng nhau Không như nhau nhưng mà thái độ tu học của những vị thiện tri thức này đều là tự mình khiêm hư tán thán người khác đây là làm mẫu cho chúng ta xem là làm tấm gương cho nên chúng ta đối với pháp môn chính mình tu Thì khiêm hư Người ta nói bạn tại sao tu tình độ Tôi rất dốt, tôi không thông minh Tôi không có đủ thông minh trí huệ Để đi nghiên cứu kinh giáo Cũng không có thiện căn sâu dày Để đi tham thiền Đành phải niệm a di đà Phật thôi Đối với pháp môn của người khác Thì tán thán Tự trách không bằng người Những lời này đều là thật Không phải là giả Lão lão thật thật mà tu cái pháp môn này Hy vọng có thể trong thời gian không dài lắm Ba năm, năm năm chúng ta có thể lấy được phần Tây Phương tịnh độ Chân thật lấy được rồi Cũng chính là nói bạn có thể giảng sanh rồi Điều kiện của việc giảng sanh đã thành thục rồi Điều kiện thành thục thì bạn có cần đi hay không? vậy thì bạn phải có trí huệ của chính mình có cần đi hay không vào lúc này không phải là nghiệp nhân nào khác mà là có duyên với chúng sanh hay không có duyên với chúng sanh vậy thì bạn hãy trụ lại thêm vài năm bạn phải giúp đỡ chúng sanh không có duyên gì thì mau đi không chút chậm trễ Đây là hiểu được cái đạo lý này Người chân thật có đủ điều kiện để giảng sanh Thì nhân tố để họ cân nhắc là như vậy Thế nào gọi là duyên Thế gian này vẫn còn có người mong muốn học ở bạn Vẫn còn có người sẵn lòng nghe theo bạn Đây chính là có duyên Bạn không thể không giúp đỡ họ nếu bạn không giúp đỡ họ thì bạn có lỗi với họ không thể chỉ biết lo cho mình mà phải chăm lo cho người khác thế nào gọi là không có duyên thế gian này không có ai muốn nghe bạn nữa họ khởi cái tâm phiền não bạn nếu ở trong tình trạng như vậy thì bạn có thể đi được rồi đối với thế gian này nhất định là không có lưu luyến gì thân cận a di đà phật đến thế giới cực lạc để tiến tu nâng cao đức hạnh của chính mình lên nâng cao trí huệ của chính mình đợi nhân duyên thành thục rồi duyên thành thục rồi trong nhà phật thì hãy nói là thừa nguyện tái lai họ lại trở lại phật bồ tát không giống như phạm phu chúng ta phạm phu thì nếu như mà đắc tội hai người sẽ cãi nhau lần sau bạn mà mời tôi thì cũng không đến phật bồ tát thì không như vậy phật bồ tát sau khi cãi nhau nếu tôi thích thì phật bồ tát sẽ đến ngay lập tức đây gọi là đại từ đại bi đây gọi là lý trí không phải dùng cảm tình phàm phu chúng ta thì dùng cảm tình Giận hờn thì sẽ giận rất lâu Phật Bồ Tát thì không có Vì này chúng ta phải nên biết Chúng ta cũng phải học tập Cho nên hết thảy tùy duyên Mà không phan duyên Pháp Bồ Đề Tâm Tâm Bồ Đề Chúng tôi trong lúc giảng kinh thường hay nói Bồ đề là tiếng Phạn. Dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là giác. Giác là từ dụng mà nói. Thầy có nói là trí. Tự tánh vốn có trí huệ Bát nhã. Không phải là học được từ bên ngoài Chính là tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thực tướng Mà trên Kinh Kim Cang đã nói Thực tướng bát Nhã là Mỗi một chúng sanh Chúng ta trong tự tánh vốn là có đầy đủ Vì sao mà ngày nay trí huệ của bạn không còn nữa Trí huệ biến thành phiền não rồi cho nên trên kinh chúng ta thường xem thấy phiền não tức bồ đề ý nghĩa của câu nói này rất sâu đích thực như vậy nếu bạn giác ngộ rồi chính là bồ đề bạn mê rồi thì là phiền não cho nên phiền não cùng bồ đề là hai mặt của một thể khi giác ngộ rồi thì gọi là bồ đề khi mê rồi thì gọi là phiền não nó là một không phải hai từ đây mà biết phiền não có thể đoạn hay không phiền não mà đoạn thì bồ đề cũng không có bồ đề cũng đoạn luôn cho nên phiền não không thể đoạn phiền não đã chuyển biến thành bồ đề phiền não không còn nữa hết thầy đã biến thành bồ đề chúng ta gọi là đoạn cái đoạn đó không phải là thật đoạn mà là chuyển biến tánh đức là không sanh không diệt không đến không đi tận hư không khắp pháp giới thì nó làm sao đoạn được chứ cái đạo lý này phải nên biết cho nên chỉ cần chính chúng ta học được sự chuyển biến chuyển mê thành ngộ Chuyển phiền não thành bồ đề Chuyển sanh tử thành niết bàn Chỗ cao siêu của Phật Bồ Tát Là các ngài biết chuyển Chúng ta thì thật gây go Chúng ta không biết chuyển Chúng ta càng chuyển thì càng tệ hại Từ người chuyển thành xuất sanh Chuyển đến ngạ quỷ Chuyển xuống địa ngục luôn Càng chuyển càng tệ Đây chính là phiền não Đang ở đó làm Chủ cho sự Chuyển đổi nên bạn càng chuyển thì càng tệ hơn Chư Phật Bồ Tát Thì các ngài là trí huệ đang làm chủ Cho sự chuyển đổi Các ngài càng chuyển thì càng thù thắng Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này Nói tóm lại một câu nói Trong cuộc sống thường ngày Đây là điều chúng ta nên học từ Phật Bồ Tát Nhất định phải dùng tâm chân thành chân thì không phải giả thành thì không hư vọng chúng ta thường hay nói hư tình giả ý việc này rất gay go hư tình giả ý thì càng chuyển càng xuống nếu bạn dùng tâm chân thành vậy thì càng chuyển càng lên cao việc này rất quan trọng rất quan trọng nhất định không nên sợ bị thiệt thòi Thế gian này Người ta đều dùng hư tình giả ý đối với tôi Tôi làm sao lại có thể dùng chân tâm đối với họ được chứ Vì thì bạn không phục Người ta dùng hư tình giả ý Ta cũng dùng hư tình giả ý Người ta thì chuyển xuống dưới Vì thì bạn cũng chuyển xuống theo Vì thì sai rồi Đây là lời chân thật Phật không nói lời giả dạ. Bạn là dùng tâm chân thành Thì bạn sẽ không thiệt thòi Sẽ không bị mắc gạt Dùng tâm hư vọng Thì mới thật sự là bị thiệt thòi Bị mắc lừa Trước mắt thì dường như là họ chiếm được một chút tiện nghi Đó là do họ đã nhìn qua cả mắt rồi Họ không nhìn được rõ ra Cái quả quạng của họ sẽ nhanh chóng hiện tiền Rất là đáng sợ duy chỉ có dùng tâm chân thành người lão thật thì họ có thể tin cậy được họ sẽ không bị đọa lạc chỉ có tiếng lên cao đây chính là người tốt nhất định được quả báo tốt đây là đạo lý hiển nhiên đây là chân lý cho nên chúng ta đối với những đạo lý này chân tướng sự thật này phải hiểu rõ phải rõ ràng minh bạch chúng ta dùng tâm chân thành chúng ta dùng tâm thanh tịnh cái thể của tâm chân thành là tâm bồ đề thanh tịnh bình đẳng giác cùng với đại từ đại bi đều là đức dụng của tâm chân thành nó biểu hiện ra Ở trên sự tướng Trên tác dụng Đối với chính mình Chính là tu thanh tịnh Tu bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Từ bi là tu từ chỗ đạo gì Là tu trên nhân Trên sự Nhân sự Đặc biệt là nhân Người xưa thường nói Làm gì khó Làm người càng khó hơn cho nên bất luận là thuần cảnh nghịch cảnh đều là hoàn cảnh tốt để tu hành vì sao vậy vì đã đem những phiền não tập khí nghiệp chướng của chúng ta đào thải đi hóa giải mất ngay trong cuộc sống thường ngày việc này rất quan trọng Cho nên phát Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm phát rồi Thì tự nhiên tính tâm của bạn sẽ sâu Thì nguyện tâm của bạn sẽ định Tuyệt đối sẽ không dao động nữa Cho nên bạn không biết Bản thân mình đã phát tâm sâu hai cạn Bạn có thể từ phương diện này mà thử nghiệm mà kiểm tra chính mình tâm của ta rốt cuộc thì sâu đến mức độ nào rồi hoàn toàn là khảo nghiệm từ ở trên sự tướng bạn có chịu đựng nổi hay là chịu đựng không nổi sự khảo nghiệm từ ở chỗ này mà có thể trắc nghiệm biết được tính nguyện của chính mình Chân thật biết được cái tín nguyện này Có thành tựu hay không? Bất luận là Ở trong tình trạng như thế nào Thì bạn đều có thể giữ gìn được Mà không dao động Vào lúc đó Thì bạn sẽ sanh tâm qua nghĩ Kinh là do Phật thuyết Y Pháp bất y nhân Trong Kinh đã nói Thì quyết định giảng sanh vì thì còn sai được hay sao nhất hướng chuyên niệm ngọc Ích đại sư nói rất hay phẩm vị cao thấp phẩm vị cao hay thấp quyết định là ở công phu niệm phật sâu hay cạn không có nói phải niệm bao nhiêu việc này phải biết không phải nói niệm phật nhiều thì công phu sâu niệm phật thì ít thì công phu cạn không phải vậy Mà là khi niệm Câu Phật hiệu này của bạn Có đắc lực hay không Bạn một ngày niệm 10 giảng câu Phật hiệu Không đắc lực Thế nào gọi là không đắc lực Vọng tưởng tập khí đã che phủ hết rồi Bạn một mặt niệm Phật Một mặt dẫn khởi vọng tưởng Đây chính là công phu không đắc lực Như vậy thì không được Họ niệm Phật một câu, mười câu Họ đắc lực Họ đích thực là có thể chế phục được phiền não Không thể tác dụng đây gọi là công phu Cho nên người ta nói không phải niệm Phật số lượng nhiều hay ít Không phải nói việc này Niệm Phật công phu sâu hay cạn Thì quyết định Phẩm vị giảng sanh của bạn Từ đó cho thấy Sự giảng sanh này Nói khó thì không khó Nói dễ thì cũng không dễ Đây là việc mà chúng ta không thể không hiểu Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta Phải chân thật vì sanh tử phát nguyện giảng sanh tịnh độ Hay nói cách khác Trước tiên bạn phải thật sự hiểu được Cái khổ của luân hồi khổ nó không ra lời là... giang vật tử tiên sinh ở đại trung ông cũng là học trò của lão sư lý là bằng học của tôi đây là một người họa sĩ đương đại ông đã vẽ một bức địa ngục biến tướng độ bức tranh này vẽ sâu cộng luôn phần lời tựa và lời bạc của ông tổng cộng dài đến 60 mươi mét một bức tranh lớn đến như vậy Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy Phía đằng sau có một bức phù điêu 500 vị là hán Tôi không biết nó được 60 mét hay không bức tranh này đã hoàn thành rồi bạn phải tỉ mỉ mà xem bức tranh này bạn sẽ biết địa ngục thật đáng sợ bởi vì bức tranh này mà khiến chúng tôi đi tra lại đại tạng kinh bởi vì trước giờ chưa có cái động cơ này từ trong bức tranh này đã tạo thành Động cơ để chúng tôi đi tra lại Đại Tạng Kinh Tôi cử ba vị đồng học Mất hết khoảng thời gian hơn hai tuần để tra về Tình trạng địa ngục mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Đại Tạng Kinh Kết quả là đã tìm được 25 bộ kinh luận Trong đó Thế Tôn có nói đến địa ngục Giá lại nói đến những tình trạng của địa ngục Thì so với gian lão sư còn đáng sợ hơn nhiều Bức tranh này của ông là Y theo quyển sách Ngọc Lịch Bảo Sao Ngọc Lịch Bảo Sao là của Đạo Giáo Nếu đến Thập Điện Diêm La Lấy Thập Điện Diêm La Làm cương lĩnh để mà vẽ ra Hiện tại chúng ta đều biết tình trạng Địa ngục mà Phật nói Ở trong Kinh Nói được vô cùng tường tận Vô cùng vi tế Chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày Khởi tâm động niệm Đều có nhân quả Sau khi xem những kinh văn này xong Bạn lại đi đọc Kinh Địa Tạng Thì tâm tình của bạn sẽ không như nhau Trên Kinh Địa Tạng nói chúng sanh diêm phù đề Khởi tâm động niệm Không gì mà không phải tội Không gì mà không phải nghiệp Chúng ta luôn luôn đọc xong như vậy Rồi lướt qua Phật nói nghiêm trọng đến như vậy Rốt cuộc nghiêm trọng ở chỗ nào gì Thì không biết Bạn đem những kinh luận này ra xem Thì liền biết Đích thực là khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Đặc biệt là Nghiệp dân quả báo Đã nói được vô cùng rõ ràng So với đạo giáo Thì đầy đủ hơn rất nhiều Những vị đồng học đi ra Đại Tạng Kinh Đã nói với tôi Đến nói tôi Họ dịp mắng người Người hay mắng người khác Phật nói Người mắng người khác đọa địa ngục Thì đọa địa ngục gì vậy Đọa địa ngục mắng người Mỗi một người đều mắng họ Thì ngày ngày đều mắng người này ở trong địa ngục đó bao nhiêu kiếp Thì bị bắn bấy nhiêu kiếp Bạn nói xem gì này có đáng sợ hay không Người thích đánh nhau Thì xuống địa ngục đánh nhau Phải đánh nhau mấy nghìn năm mấy dạng năm mấy kiếp Ngày ngày đánh nhau Đánh chết rồi Thì lại sống lại đánh tiếp Giống như những điều này Thì trong ngọc lịch bảo sao Đều không có Nói một cách khác Chúng ta đồng một cái ý niệm gì Thì bạn sẽ gặp phải báo ứng như thế đó Bạn đối với người khác như thế nào Thì nhất định sẽ có rất nhiều Rất nhiều người cũng dùng cái phương pháp đó Đối với bạn Cảnh giới này không phải là từ bên ngoài vào Là bạn tự chính mình biến hiện ra Đích thực là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Là do nghiệp lực của chính mình Biến hiện ra Bạn phải nên nhận chịu Đến khi nào mà Ký niệm này của bạn không còn nữa Thì địa ngục liền sẽ không thấy nữa Thì không hiện nữa Nếu vẫn còn cái ý niệm này Thí dụ như mắng người Nếu vẫn còn ý niệm để mắng người Thì cái địa ngục này bạn vẫn còn thấy Từ đây vì sao không mắng người nữa Ý niệm không còn nữa Sạch sẽ rồi Thì địa ngục liền biến mất Không thể nghĩ ba Cái cảnh giới này Vì vậy Hiện tại các đồng học Đã làm xong rồi 25 bộ kinh luận này Đem những nghiệp nhân quả báo địa ngục Mà Phật nói trong đó hồi tập lại Thành một quyển Chúng ta xem sẽ rất thuận tiện Không cần phải tìm lục nhiều nơi Quyển sách này in ra rồi Chúng tôi cũng đã đặt một cái tên cho đó là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu Đã đem biên thành một quyển Phân lượng cũng tương đối lớn là Kinh Phật chuyên giảng nói về địa ngục Việc giáo dục nhân quả Trong thời đại ngày nay Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Chúng ta nên xem nhiều Để đề cao Cảnh giác Nhất định không thể có tâm Bất thiện đối với người ngôn ngữ bất thiện hành vi bất thiện hết thảy đều gặp phải quả báo rất đáng sợ không phải nói bạn làm rồi thì vô sự nhân duyên quả báo quyết định là chân thật ở trên kinh phật thường hay nói không phải không báo thời giờ chưa đến hiện tại tạo tác một số tội nghiệp mà quả báo chưa hiện tiền nguyên nhân là gì là do trong đời quá khứ bạn đã tu phước báo phước báo đó của bạn vẫn chưa hưởng hết bạn hiện tại hưởng thụ là như phước mà trong đời quá khứ đã tạo khi phước báo này hưởng hết rồi thì nghiệp tội của bạn tội báo của bạn lại hiện tiền cái đạo lý này không thể nào không biết cho nên hiểu được những chân tướng sự thật này thì chúng ta sẽ cảm nhận được sanh tử đáng sợ sanh tử quá khổ không thể tiếp tục tạo lục đạo luân hồi nữa nếu tạo sanh tử quả báo Trong lục đạo Nói lời thành thật Chính là oan oan tương báo Báo ân báo oán đòi nợ trả nợ Vẫn là không tránh khỏi những sự việc này Đời đời kiếp kiếp đang tạo nhân Đời đời kiếp kiếp đang thọ báo Bạn nói xem có ý nghĩa gì chứ Cho dù là làm thiện Bạn có thể hưởng được một chút phước trời người Suy cho cùng thời gian cũng ngắn tạm Phước báo hưởng hết rồi Thì chúng tử tập khí ác Từ vô lượng kiếp Trong a là gia lại hiện tiền Đích thực là sẽ ở trong lục đạo Bạn ra không khỏi lục đạo Nhất định là thời gian ở trong ba đường ác dài Thời gian trong ba đường thiện thì ngắn Đây là lời chân thật Cho nên Phật Bồ Tát khuyên chúng ta liễu sanh tử thoát luân hồi muốn liễu sanh tử thoát luân hồi trước tiên phải hiểu luân hồi từ đâu mà có phật ở trên kinh nói rất hay vô minh phiền não trần sa phiền não kiến tư phiền não ba loại phiền não này là nghiệp nhân của luân hồi tin kinh hoa nghiêm không có nói đến danh từ này cái nó nói thì chúng ta dễ hiểu hơn nó nói là chấp trước phân biệt vọng tưởng chấp trước chính là kiến tư phiền não phân biệt chính là trần sa phiền não vọng tưởng chính là vô minh phiền não danh từ sử dụng không như nhau nhưng là cùng một việc Chỉ cần bạn có phòng tưởng phân biệt chấp trước Thì bạn sẽ không có cách nào thoát khỏi lục đạo luân hồi Bạn nói xem sự việc này phiền phức biết bao A-la-hán à Thoát ly được lục đạo luân hồi rồi Nguyên nhân là gì? Họ không có chấp trước nữa Cái ý niệm chấp trước Đối với hết thầy tất cả Pháp Thế xuất thế gian đều không còn Đương nhiên đã không còn loại hành vi này nữa Cho nên họ mới có thể siêu dược lục đạo luân hồi tuy là siêu dược lục đạo luân hồi nhưng họ không ra khỏi được mười pháp giới ngoài lục đạo luân hồi là tứ thánh pháp giới thanh văn duyên giác phật bồ tát ở trong đây cũng có phật là phật trong mười pháp giới không siêu dược ra được vì sao vậy họ có phân biệt tuy là không có chấp trước nhưng họ có phân biệt cho nên cần phải không có Cái tâm phân biệt Đối với hết thảy Tất cả Pháp thế xuất thế gian Ý niệm này mà không còn nữa Thì siêu dược mười Pháp giới Siêu dược mười Pháp giới Gọi là nhất chân Pháp giới Trong nhất chân Pháp giới Từ từ mà đem vọng tưởng đoạn trừ Vọng tưởng là vô minh Vô minh có 41 phẩm 41 phẩm vô minh này Ở trong Nhất chân Pháp giới từ từ mà đoạn nhất Đoạn tận rồi Đây mới là Phật quả cứu cánh viên mãn Đây là điều mà hết thảy kinh Phật Thường nói Gọi là Pháp môn đại đạo Chúng ta thì vô cùng khó khăn Đây chính là mức thấp nhất Nghiệp nhân của lục đạo luân hồi Chính là chấp trước Chúng ta gọi là tình chấp tình chấp rất đáng sợ quyết định không thể nào rời khỏi luân hồi tình càng sâu thì càng đọa lạc xuống tình sâu nhất là địa ngục hướng lên thì tầng trên mờ nhạt hơn tầng dưới một chút trên Kinh lang Nghiêm nói rất rõ ràng, rất minh bạch Nếu những kinh luận này Mẫn không thường đọc tụng Nhất định phải thường đọc Không thường xuyên đọc thì sẽ quên Bị xã hội này mê hoặc Đem sự việc này quên đi mất Thường xuyên đọc tụng Thường xuyên suy nghĩ Bạn càng nghĩ thấy càng đáng sợ Càng nghĩ Thì tâm xuất ly mới có thể sanh ra Chân thật muốn ra khỏi lục đạo luân hồi Chân thật muốn giảng sanh tịnh độ Cứ như vậy thì cái tâm Thâm tính thiết nguyện đó của bạn liền sanh khởi Thâm tính thiết nguyện mới là bồ đề tâm Mà trên kinh đã nói Cho nên cái tâm này Không phải là dễ dàng Thật sự là trong một dạng người niệm Phật Khó có được hai ba người chân thật có được lòng tin kiên định bất di bất dịch như vậy tin sâu nguyện thiết như vậy là nhất hướng chuyên niệm một cái phương hướng một cái mục tiêu quyết định không thay đổi bất luận là người nào đến nói với ta ta tuyệt đối đều không dao động ta quyết định sẽ không thay đổi tôi trong những lần giảng đều đã nói qua với mọi người rất nhiều lần có rất nhiều người phản đối bản hội tập này phê bình bản hội tập tôi liền nói nếu cả thế giới này mọi người đều phản đối đều phê bình thì tôi vẫn sẽ thọ trì độc tụng như như bất động vì sao vậy Vì Nguyễn kinh này là do lão sư trao truyền lại cho tôi Tôi có lòng tin đối với lão sư của mình Tôi sẽ nhất định không hề dao động Tôi nhất định sẽ không thay đổi Tôi học tập Có được thọ dụng Thọ dụng của tôi Họ đều không biết Họ chưa học qua Thì làm sao mà biết được chứ Cái tâm này mới gọi là tâm thanh tịnh Cho nên Tổ sư Đại Đức nhắc nhở chúng ta Không nên cho là Trong các kinh luận Thường hay nói tịnh tâm Là đạo dễ hành Mà bạn xem nhẹ mà tính tâm nguyện tâm đều bị giảm thấp trong miệng tuy nói là tu tịnh độ trên thực tế lại tham luyến ngũ dục lục trần của thế gian này dùng tâm thái như vậy để tu học thì tự mình đã tạo ra chướng ngại rồi không có cách gì thành tựu cho nên tâm thái của chúng ta phải chánh thường Không thể nói pháp môn này khó Cũng không thể nói pháp môn này dễ Nói dễ là so sánh với các pháp môn Trong 84 ngàn pháp môn Thì pháp môn này là dễ Bởi vì nó không cần đoạn phiền não Nhưng mà nó cần chế phục phiền não Phiền não không chế phục được thì quyết định không thể giảng sanh Chế phục phiền não so với đoạn phiền não thì dễ dàng hơn quá nhiều Bạn có thể khống chế được phiền não Không phát tác thì được rồi Chân thật có thể khống chế được Không để nó phát tác Công phu bằng chế phục Thời gian càng dài Thì hiệu quả công phu càng lớn Đến khi không chế phục Mà tự nhiên cũng không phát tác thì khẳng định giảng sanh thì đã nắm chắc phật chúng ta đang làm cái công phu này tuy không chế phục nó cũng không phát tác phiền não không cần phải đoạn vì này phải nên biết đây gọi là đới nghiệp giảng sanh nhưng mà cái công phu này nếu bạn không chăm chỉ làm nếu bạn không xem nhẹ thế duyên thì bạn làm không được thế gian này sự việc gì cũng đều phải xem nhà không những xem nhà việc ở thế gian mà phật sự cũng phải xem nhà đều không ban ở trong lòng chỉ có đem a di đà phật để ở trong lòng thì được chỉ có đem thế giới tây phương cực lạc để ở trong lòng đây gọi là nhớ phật niệm phật hiện tiền tương lai nhất định thấy phật Đây là nhiệm mà chúng ta không thể không biết.